gió đông ơi lòng tôi đã ở lạnh sau gió đông còn thổi làm gì cho bông bố môi đủ cánh rủ thank you.
Thank you.
Kính thưa quý vị, khi nãy Đình Quy lên trước đó, thì có một ông cụ đi vô, thấy ổng lộn khổn, thấy tội lắm, Đình Quy mới mở cửa cho ông vô. Với thấy ổng mang mắt kính dài, không biết ông thấy không ấy. Bác ơi, để ông đưa bác lên hàng ghế trước bác ngồi nha. Ông nói có, Đình thấy bác già mà con kinh thường nha có. Rừng càng già càng cay. Hôm nay là ngày vô tổ hát cải lương, chứ nếu như mà vụ sexy á, bác sáng hơn. Con đừng lo. Kính thưa quý vị, để tiếp tục chương trình, kính mời quý vị cùng thưởng thức qua trích đoạn Hưng Đạo Dương với phần trình diễn của nam nghệ sĩ Thanh Tâm và nữ nghệ sĩ Kiều Lệ Tâm sau đây. Ok.
Chỉ tâm dẫn chưa lộ giá.